Mẹ Nguyễn Hồng Khuê, nghề nghiệp nội trợ. Bố ơi, nội trợ là gì hả bố? Nội trợ có nghĩa là người ta chỉ biết làm về giặt giũ này, nấu nướng này, quét dọn này, ngoài ra không biết làm việc gì khác. Thế cho nên sau này các con học thật giỏi, rồi có nghề nghiệp đàng hoàng, không phải là làm nội trợ như mẹ nhá. Dạ vâng ạ. Có một khách sạn đang tuyển nhân viên lễ tân, họ không yêu cầu bằng cấp gì, nên là con muốn thử sức ạ. Hết việc rồi mà đi làm lễ tân, để người ta biết người ta cười vào mặt anh. Đường đường vợ một ông giám đốc đi làm lễ tân, mà khách sạn nhà nghỉ là cái chỗ hay ho trong sạch lắm đấy à? Hay em tính thuê giúp việc về làm việc nhà với chăm con, liệu tiền lương của em có trả đủ cho giúp việc không, hay anh trả nốt? Lớn đầu rồi, làm cái gì phải suy nghĩ, hứng lên là làm, toàn việc linh tinh. Em yêu anh có phải không? Tại sao lại không nói với anh? Em cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, hiểu chưa? Em không muốn được. Anh có gia đình, có vợ con rồi, anh không thấy áy náy với họ sao? Em không muốn làm kẻ phá hoại gia đình nhà người khác. Em... Anh áy náy cũng được, vì em, anh có lỗi với họ cũng được. Đây là phần thưởng dành cho trò hất đức ngu ngốc của cô nhá. Cô có thể ngu xuẩn, có thể không biết gì, nhưng cô phải học một điều, đấy là biết điều, nghe rõ chưa? Đi nấu cơm đi. Mẹ đưa đây cho con, con sẽ nhờ công an điều tra. Không thể vì mấy cái món quà như thế này mà mẹ muốn nói gì con thì nói được. Ê, sao sai? Mẹ, sao nên mẹ bình tĩnh. Đưa, chuyện này đã có cái gì rõ ràng đâu. Đủ ngu đi. Ê. Con xin phép hỏi mẹ, nếu như có một ngày cũng có quà nạc danh gửi đích thị đến tên mẹ thì mẹ cũng ngủ hả? Ôi kìa, mẹ danh. Cô không có quyền đánh đồng tôi với cô nhá. Đúng là cái loại người có cha sinh mà không có mẹ dưỡng, đồ bất danh. Mẹ bình tĩnh đi, San chỉ hơi nóng một tí thôi. Nóng nóng cái gì? Đồ con dâu bất dạy, hỗn láo. Nói gì đi chứ. Đồ đen, tôi có mù mới lại anh. Mẹ, anh có đồng ý ra ở riêng với em không? Từ từ, để bảo với mẹ đã. Mẹ. Suốt ngày anh chỉ biết có mẹ thôi. Anh bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ anh không thể tự quyết định cuộc đời mình dù chỉ một lần à? Tại sao em cứ sổ sổ đến như thế nhỉ? Chuyện ra ở riêng không phải là chuyện nhỏ. Em thử nghĩ xem, tiền ở đâu mua nhà hả? Chả nhẽ lại đi thuê nhà ở tạm bợ à? Vấn đề nào có thể giải quyết được bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa. Mẹ cho con một lý do thỏa đáng đi, để dù mẹ căm ghét con đến thế nào con cũng cam tâm chịu đựng. Giàn, em phải bình tĩnh. Em đang rất bình tĩnh nên em mới nói là mẹ đừng diễn nữa, đừng có diễn cái màn ảnh ở em nữa. Mẹ thở rồi đó. Mẹ khó thở quá, mẹ mệt quá. Mẹ là sao thế ạ? Mẹ, mẹ không làm sao đâu. Em thôi đi mẹ. Em phải tin em, mẹ thở rồi đó. Thứ nhất, tôi ghét nhất sự lừa dối. Mà đã lừa dối thì không cần trình bày. Thứ hai, cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Biến qua đây, trước khi tôi nổi điên lên. Đi! Chúng ta đã ở cạnh nhau 2 năm, nhưng anh không hề nói đến đám cưới. Em sắp 30 rồi, em không còn trẻ nữa. Còn anh thì có quan tâm gì tới em? Lúc rảnh thì anh ở xưởng,
chỉ nói chuyện về động cơ, dầu nhớt, ô tô. Những thứ đấy thì liên quan gì tới em? Liên quan gì tới chúng ta? Anh còn chẳng coi em bằng đống mô hình kia. Anh lúc nào cũng thứ nhất, thứ hai, rất rõ ràng. Thế nhưng còn em, em là thứ mấy trong anh? Ở cạnh anh mà em cô đơn. Chính vì cô đơn nên em mới lạc lòng. Cô ngủ với thằng khác là lỗi của tôi à? Hả?